cha hỏi chàng ta đi, có phải chàng ta đồng ý đi bắt hái qua tặc với con không? Nhạc phụ, đúng là Tử Vũ đồng ý. Chuyện này có liên quan đến Tử Vũ, Tử Vũ nên quỳ. Tử Vũ à, không cần bên nó đâu. Tử Vũ, cũng vì thấy phu nhân quá nghĩa khí, không đành lòng dập tắt một bầu nhiệt huyết của nàng, nên mới đi cùng nàng. Ngoài ra, vẫn do sợ vẫn còn kẻ tẩu thoát. Hân Hoan, Tử Vũ nói có đúng không? Đúng thì đúng. Chỉ là cái gì hả? Ta cho con hay, con đừng ý có Tử Vũ yêu chiều, đã muốn làm gì thì làm, cha con chưa có chết đâu. Tối nay phạt con không được ăn cơm. Cha. Mẹ. Phu nhân, mau đứng lên đi. Phu nhân đừng sợ, di phu đã chuẩn bị đùi gà cho nàng rồi. Cái trò quái gì vậy? Cái tiếng độ còn âm được. Hòa ly thôi mà, mình không tin. Công Tử Vũ, dậy đi. Phu nhân có chuyện gì? Ta đói. Nhưng giờ là giờ tí, hạ nhân đã đi nghỉ rồi. Hay là di phu hâm đùi gà cho nàng? Còn lấy đùi gà chọc tức ta. Chàng vào bếp lấy ít đồ ăn cho ta. Được, phu nhân có ăn gì? Nửa đêm thì mì ăn liền. Phu nhân, đây mì ăn liền là gì vậy? Mì ăn liền, nó là một loại mì sợi nhỏ, rồi thì cuộn lại, chiên qua dầu, cho vào nồi nấu lên là được. Nửa đêm mà ăn đồ dầu mỡ thì không tốt cho sức khỏe phu nhân. Đồ ăn là cái ngươi không biết làm, không thì sao hoàn thành nhiệm vụ game được. Chiên qua dầu chỉ để định hình, thực ra vẫn phải nấu lên. Với lại mì ăn liền, chiên dầu phơi khô xong có thể bảo quản rất lâu. Ví như dăm 3 tháng sau ta muốn ăn thì vẫn ăn được. Mấy ngày huynh đi vắng, Thiên Tinh Quốc có mưa to, gây lũ lụt, lương thực bách tính tích trữ đều bị ngâm nước. Mì ăn liền phu nhân vừa nói thực sự có thể trữ nhiều tháng sao? Đương nhiên. Nếu chàng không làm thì cũng được, cùng lắm thì ta cứ để bụng đói vậy. Phu nhân tốt bụng quá, di phu sẽ đi làm ngay. Làm mày ăn liền thôi cũng chiếm thời tụi ta à? Phu nhân,
Phu nhân, mì xong rồi. Công tử Vũ, chàng làm được thật sao? Ừ. Thơm quá. Phu nhân quá khen. Là phu nhân dạy hay thôi. Mau thử đi. Ừ. Phu nhân. Tay chàng không sao. Là di phu nên thương phu nhân mới đúng. Mau ăn đi. Mau ăn đi. Phu nhân ăn chậm thôi. Di phu còn làm rất nhiều mì ăn liền. Để mai mốt có thể bảo Tử Mộc và Xuân Đào nấu cho nàng ăn. Lục điện hạ. Cao đại nhân không cần hành lễ. Chuyện cấm túc có cách giải quyết không? Bẩm Lục điện hạ, hiện giờ thiên tinh quốc khố trống rỗng, cộng thêm phía nam gặp lũ, nếu ngài có thể giải quyết vấn đề lương thực đúng không? Trước đó tổng tử Tiền Trang giúp ta dơ vét được 1,000,000 lượng bạc, ta sẽ đổi hết thành lương thực. Có thể giải quyết chuyện này không? Nếu Lục điện hạ có thể giải quyết nạn lũ, bệ hạ ắt sẽ trả tự do cho ngài. Vậy thì đi làm đi. Dân. Đúng rồi cao đại nhân, Vũ Hân Hoan về công phủ rồi phải không? Quả là có chuyện này. Ta biết rồi. Lọ thuốc này là đồ gia truyền nhà ta đó. Thật sao? Bồ nói già là đẹp dưỡng nhan, da trắng lên nữa, da dẻ. Chắc chắn rồi, đây toàn là thuốc gia truyền. Cô ngửi xem, phải không? Mùi rất thơm. Ông chủ, cho hỏi thuốc bôi bổng tốt nhất chỗ ông là loại nào vậy? Thuốc bôi bổng. Đa tạ ông chủ. Vũ tiểu thư, cô mua thuốc bôi bổng để làm gì? Người trong phủ bị bỏng, cần dùng gấp. Người trong phủ bị bỏng, sao lại để cô tự mua chứ? Không lẽ là công đại nhân bị bỏng? Công đại nhân, công đại nhân, sao có thể? Không phải chàng ta, là cô ta, là cô ta làm công đại nhân bị bỏng. Không phải, không phải, không phải thế đâu. Các vị ái khanh, chuyện lũ lụt có kế hay gì không? Nếu còn kéo dài, e là hạn hán sẽ kéo tới. Bệ hạ, Lục hoàng tử biết tin lũ lụt mà ăn ngủ không yên. Ngài ấy và công chúa Bắc Quốc có quan hệ thân thiết, đã mượn được 20 vạn gánh lương thực đem tới khu gặp nạn. Hành động này rất hợp ý trẫm. Bệ hạ, sau khi Hân Hoan biết được tin thiên tai thì cũng không ăn ngủ không yên, nên là ngay trong đêm nàng ấy đã dạy di thần về cách tích trữ lương thực. Mời hoàng thượng xem. Công khanh, đây là gì? Thứ này rất cứng, tiện cho việc tích trữ, nhưng nấu với nước sẽ rất tiện lợi để ăn. Tên là mì ăn liền. Mì ăn liền. Tử Vũ, đó là gì? Con đừng có làm bậy bạ theo con bé điên nhà ta. Cẩn thận khi quân. Người quên rồi sao? Bánh xe nước khi trước là nàng ấy nghiên cứu ra. Lý Khanh, có di thần sắp xếp công bộ đi học cách làm với công khanh, đồng thời cử người tới khu gặp nạn phía nam truyền thụ cho nạn dân. Di thần tiếp chỉ. Bệ hạ, Lục hoàng tử đã cùng Bắc Quốc dân chúng thiên tinh quốc ta cần chi Bắc Quốc bố thí. Công khanh, thiên tinh quốc có khanh là may mắn của trẫm. Các người đừng đuổi theo ta. Ta không có ý mà.
Cô đừng có chạy, đừng có chạy. Phu nhân, nàng không sao chứ? Đừng có chạy, đừng nấp phía sau công đại nhân. Công tử Vũ, cứu mạng, bọn họ muốn ăn thịt ta. Ra đây đi, ra đây. Mọi người hiểu lầm rồi, Hồng Hoàng không phải là người gây chuyện thị phi. Đừng có nấp đằng sau. Đúng vậy, im lặng. Vũ Hồng Hoàng tiếp chỉ. Hân Hoan tiếp chỉ. Vũ Hân Hoan phát minh ra mì ăn liền, giải quyết vấn đề tích trữ lương thực trong nạn lũ, tạo phúc cho bách tính, đặc biệt lệnh cho công bộ học hỏi Vũ Hân Hoan công nghệ chế tạo, thưởng cho 1000 lượng, khâm thử. Các vị, mọi người có biết đánh đuổi công thần trong triều là tội gì không? Hân Hoan, tiếp chỉ đi. May mà có công tử Vũ. Công phu nhân, vừa rồi là ta không đúng. Ta không nên nói cô như vậy. Là ta đã trách nhầm cô. Ta xin lỗi. Không ngờ công phu nhân lại phát minh ra mì ăn liền. Thật là giỏi quá đi. Đúng vậy, đúng vậy. Không được, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ quà ly. Mình phải tránh xa hắn ta. Dạy công bộ làm mì ăn liền, rồi họ tới phía nam cứu nạn dân. Vậy mình cũng được đi chung phải không nhỉ? Phu nhân vui như vậy thì phải ăn mừng một phen. Phu quân, mau tới đây, mau tới đây. Hôm nay may mặt có chàng, không thì chắc chắn ta sẽ bị bao vây. Không chừng ta còn bị đập một trận nữa. Phu nhân nói quá lời rồi. Không quá, không quá. Phu nhân, vì phu có chỗ nào làm không tốt thì có thể sửa. Mong là chàng thực sự đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn hỏi chàng, nhiệm vụ hoàng thượng giao cho ta. Hoàng thượng bảo nàng đi dạy công bộ thượng thư cách chế tạo mì ăn liền, rồi công bộ thượng thư dạy cho bách tính ở khu thiên tai. Đúng đúng. Quả thật phu nhân được hoàng thượng xem trọng, chuyện này đúng là đáng để ăn mừng một phen. Nào, di phu mời phu nhân một ly. Cạn ly. Phu quân, ta muốn nhờ chàng bàn với hoàng thượng là sau khi công bộ học được, ta đi chung với họ có được không? Phía nam lũ lụt nặng nề, môi trường khắc nghiệt, tại sao phu nhân lại muốn đi? Lâu lắm rồi ta không làm việc thiện, với lại hôm nay bách tính còn khen ta nữa, nên phải rèn sắt lúc nóng, tiếp tục tạo phúc cho bách tính. Giả lại mì ăn liền làm khó thế, nếu họ học được rồi tới đó lại quên thì làm sao? Phu nhân nói có lý, nhưng mà đường xá xa xôi, đi với về phải mất 2 tháng. Nếu phu nhân nhớ di phu, di phu lại không ở bên cạnh, thế phải làm sao? Năng lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, chắc chắn phải đặt bách tính lên hàng đầu rồi. Phu quân nói coi có đúng không? Đúng đúng đúng. Thế nhưng chàng đừng nhân nhị các kiểu nữa. Chàng hiểu rõ đại nghĩa, một lòng vì dân. Ta là thê tử của chàng, ta phải theo bước chàng. Ta không thể ngán chân chàng được. Phải làm một đôi phu thê gương mẫu, được bách tính tôn kính. Phu nhân nói vậy
làm di phu thẹn đỏ mặt luôn rồi. Nếu đã vậy, di phu sẽ thử xem. Thật sao? Cảm ơn phu quân. Được rồi phu nhân, đồ ăn nguội rồi, mang trước đi. Ngồi, ngồi đi. Nào, đúng rồi phu nhân, chúng ta sinh một đứa đi. Như vậy thì cả nhà ba người chúng ta có thể cùng tạo phúc cho bách tính. Phu quân à, ta nghĩ chàng hơi được nước đầm tới rồi nhé. Ăn đi, ăn đi. Khởi động nhiệm vụ nhánh 2. Tiến độ nhiệm vụ về không. Lại còn quay lưng lại với ta. Nhìn là biết cách vào sân của bậc thầy. Xem ra có thể thoát khỏi công phủ nhanh thôi. Phu nhân Du Thế kia là đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Ta đang nghĩ làm sao dạy cho ba người họ học nhanh hơn. Phu nhân, ba vị đây là những đại sư của công bộ, mong phu nhân dốc lòng cho. Di phu xin cảm ơn phu nhân tại đây. Phu nhân yên tâm, hân hoan ắt không phụ sứ mệnh. Ba vị đại sư, xin mọi người học cho kỹ. Từ hôm nay, hân hoan sẽ chính thức truyền thụ cho mọi người ngón nghề làm mì ăn liền. Mời xoay người lại. Phu nhân, làm sao vậy? Chàng chắc chắn là ba người này sao? Có gì không ổn sao? Không bỏ rơi, không bỏ cuộc. Có thể họ chỉ trông không được thông minh thôi. Phu nhân, vậy thì mau bắt đầu đi. Di phu còn có việc nên không ở đây quấy rầy phu nhân nữa. Được, mau đi đi. Chúng ta bắt đầu nhào bột. Đại sư công bộ cái nỗi gì? Có giống đại sư tí nào đâu. Có ghép ba người lại cũng không thành một người bình thường được. Phải dạy đến bao giờ đây? Phu nhân, phu nhân, lão gia về rồi. Đi, lấy cho ta hai giò rượu hoa quế. Phu nhân, là thế này. Hôm nay hoàng thượng khen con gái chúng ta, di phu mừng trong lòng mừng ra, nên không kiểm soát được thái độ. Bà thứ lỗi cho nhé. Vậy sao? Lão già có biết thế nào là vui quá quá buồn không? Hả? Thúy Liên, khỏi phải giặt đồ nữa, lão già cần dùng ván giặt.
Sao ngươi ngốc thế hả? Học cả buổi trời cũng học không xong. Nhà bột nhẹ thôi. Đây là cách làm mì ăn liền. Có câu này rất hay: sách đọc trăm lần là tự hiểu nghĩa thôi. Các người phải chăm xem chăm đọc biết chưa? Vâng, thưa phu nhân. Xem đi. Đọc 4 lần. Xem có hiểu không? Hiểu rồi. Thôi bỏ đi, các người bắt đầu đi. Phu nhân yên tâm, có khi ba người họ hôm nay sẽ học được. Phu nhân đừng nóng vội, hôm nay học không được thì vẫn còn ngày mai mà, sớm muộn gì cũng học được thôi. Lão gia phu nhân, Vũ tướng quân và Vũ phu nhân tới thăm hai người. Tử Mộc, ngươi lui trước đi. Vâng. Phu nhân, vậy phu nhân dạy họ trước, di phu đi tiếp nhạc phụ nhạc mẫu. Đợi đã, cha ta là người tòng quân, hay là nhờ máy tới dạy giúp ta? Hân hoan, cha mẹ tới thăm con đây. Nhạc phụ nhạc mẫu, cha, Tử Vũ, Hân hoan, cha đến đúng lúc lắm. Ba người họ ngốc quá, con dạy sao cũng không biết làm. Cha mau chỉ điểm giúp con đi. Ta bảo này Hân hoan, sao con vẫn còn dạy thế? Hôm qua Tử Vũ đã dạy xong rồi mà. Dạy xong gì ạ? Là sao? Tối qua Khâm Sai đã tới phía nam rồi. Tính thời gian qua mấy canh giờ nữa là tới Giao Trì Thành. Công Tử Vũ, phu nhân đừng giận, di phu sẽ phạt họ ngay. Ba người, tại sao lại giả ngu giả ngốc? Công đại nhân, không phải ngài bảo bọn ta? Bẩm đại nhân, tiểu nhân chỉ gây mắt phu nhân nên mới cố tình làm vậy. Tại sao lại gây mắt? Phu nhân từng đánh gãy chân cháu Trương Thượng Thư, đây là chuyện lớn của quốc gia. Các người làm bậy như vậy, không sợ thánh thượng giáng tội sao? Đại nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi. Diễn, diễn tiếp đi. Diễn đang hay mà. Ta đang xem chàng diễn được đến bao giờ. Chuyện này phu nhân nói vậy là sao? Công Tử Vũ à, Công Tử Vũ, chàng không làm biên kịch thì phí quá. Đây mà cũng nói thành trắng được. Rõ ràng chàng muốn ta ở lại, mới bảo ba người họ giả ngu. Giờ thì hay, chàng đổ hết tội lỗi cho ta. Phu nhân, thật sự đổ quan cho di phu rồi. Các người, Lễ Thịnh các người là thợ của nhà nước và chưa gây ra sai lầm gì lớn. Lần này để cho các người đi trước. Đại nhân cao thượng, rõ ràng là lỗi của bọn ta, lại khiến đại nhân bị hiểu lầm. Còn không đi mau. Được, thưa đại nhân. Công Tử Vũ, chàng xem ta là con ngốc đúng không? Mẹ, mẹ coi Công Tử Vũ quá đáng lắm phải không? Phu thê với nhau, cãi cọ lời qua tiếng lại một chút cũng tốt lắm mà. Cũng còn hơn là tên người gỗ như cha con. Mẹ, chàng ta đùa bẩn con suốt, không nói chuyện lúc trước. Chỉ lần này thôi, con ngồi xe tù về Tinh Hải Thành là do chàng ta giở trò. Tử Vũ bởi thích con nên mới chơi cùng với con. Con người nó không xấu. Con người chàng ta không xấu. Con người chàng ta mà không xấu thì trên đời này chẳng còn ai xấu nữa. Mẹ, con mới là con gái của mẹ, sao mẹ và cha toàn đứng về phía chàng ta không vậy? Còn bé ngốc, con không được hiểu lầm Tử Vũ. Con xem nó bình thường, ngoài bận việc công vụ thì toàn là ở bên con, vừa yên phận vừa không trêu ong gậy bướm. Con coi phu quân tốt như vậy, con biết đi đâu tìm chứ? Mẹ, được rồi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi, mau về lo sống yên ổn với Tử Vũ. Dạ biết rồi mẹ.
Công Tử Vũ cái đồ thánh diễn, ngươi không làm diễn viên thì tiếc quá. Cha ta còn bị ngươi lừa cho xoay mòng mòng. Ta không tin. Không có cách vạch trần bộ mặt xấu xa của ngươi. Công tử vào chơi đi. Công tử đã lâu không ghé chơi. Cửu Nhi đón tiếp đi nhé. Vừa yên phận vừa không kêu ông ghẹo bướm. Con coi phu quân tốt như vậy, con biết đi đâu tìm chứ. Lão gia, ngài ở gần phủ thái tử như vậy, tại sao lại gửi thư cho ngài ấy? Phu nhân sắp về rồi, dù được ở bên phu nhân thêm một khắc thì vẫn rất tốt. Vậy Tử Mộc đi đưa ngay. Phu nhân. Phu nhân nàng về từ Vũ phủ sao? Đừng nhắc nữa. Vốn ra ta định cùng đi săn với chàng, kết quả lại bị mẹ mắng một trận. Ở trong phủ suốt ngày chán chết. Vậy di phu đưa nàng đi chơi cho khuây khỏa. Vậy chàng cùng ta đến một nơi đi. Được, phu nhân nói đi đâu thì sẽ đi đó. Chỉ chờ câu này của chàng thôi. Nhiệm vụ nhánh ba sắp khởi động. Phu nhân, chúng ta đi đâu vậy? Tại sao nàng lại ăn giận như nam nhân? Lát nữa thì chàng sẽ biết. Tới chơi đi. Lát nữa. Vào chơi đi. Không phải ta. Mối đến rồi kìa. Chính là đây. Đừng có ở không. Công đại nhân đây mà. Vào chơi đi. Vào đi mà. Phu nhân, đây là trốn trăng qua. Chỉ e chúng ta. Công huynh, huynh có ơn nặng như núi với ta. Chi phí hôm nay Vũ công tử ta trả hết. Được 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 được. Hai vị công tử mời vào trong. Mau tới đây, mau tới đây. Công huynh mời. Mau đi công tử. Đừng ngại mà. Đúng vậy, tiểu tử hầu hạ đi. Đừng đừng đừng. Dạ mama. Công tử mời vào trong. Công tử đây cũng vào đi. Vũ công tử đúng là hào hoa phong nhã, phi phàm xuất chúng. Công tử từ từ thôi. Đừng ngại mà. Xem kìa xem kìa. Tiểu công tử còn ngại ngùng nữa. Vũ công tử, hai vị vào phòng riêng hay ngồi ở sảnh? Phòng riêng và sảnh khác gì nha? Ngồi ngoài sảnh thì chỉ xem ca múa. Nếu hai vị tiểu công tử muốn gần gũi mỹ nhân thì đương nhiên phải vào phòng riêng. Công tử, phu Vũ huynh, nếu huynh muốn giải sầu, chúng ta có rất nhiều nơi để chơi. Hay chúng ta, ngài nói câu này không đúng nhé. Cô nương ở Hồng Di Viện thon thả đẩy đà gì cũng có, ai cũng giỏi ca múa. Nếu kể tới nơi hay ho thì trong Tinh Hải Thành này không tìm được nơi hay ho nào hơn thế này đâu. Nghe xem, người ta thật thà quá chừng. Nhưng mà không nhân gì hết. Bà chủ, bọn ta lấy phòng riêng. Gọi hết các tiểu muội ra đây cho ta. Được, hôm nay ta phải lựa người cho huynh trưởng ta. Nào công tử, cảm ơn. Thử miếng đi, cô đừng khách sáo rồi. Uống một ly đi, ta tự uống. Quạt nhé, huynh nóng không, thử miếng đi. Thử cái này, thực sự không cần đâu. Ta tự dùng, cảm ơn. Cảm ơn, nào ta tự dùng. Ăn thêm miếng nữa. Đừng có ngại, thử thêm miếng nữa đi. Cảm ơn, vất vả rồi, không vất vả. Nào công tử, công tử Vũ thần khiết thật. Hay là không dám chơi thả ga. Hai vị mỹ nhân, hôm nay ta đặc biệt chiêu đãi huynh trưởng ta. Hai người không cần săn sóc ta. Qua chăm sóc huynh ấy đi. Dân dân. Công tử, đừng ngại, ta bóp vai cho huynh. Nào công tử. Công tử, tiểu đệ chợt nhớ ra, ta còn một việc chưa làm. Ta đi rồi về ngay. Huynh chơi trước đi. Công tử đừng đi mà. Vũ huynh, ta đi với huynh. Chờ thêm lát nữa đi. Ta đi với huynh. Ha 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 ha
chuyện vui thế này, mình cũng không khóc nổi. Thực sự không biết sao công tử Vũ diễn tốt vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, Hân Hoan à, sao vậy con? Sao lại ăn mặc thế này? Mẹ đừng nói nữa, cha con lại mắng con à? Là công tử Vũ. Hai đứa gây gổ sao? Gì chứ mẹ, mẹ không biết đâu. Vốn con định nghe lời mẹ về nhà sống tử tế với chàng ta, chàng ta lại hay lại dám đi ăn chơi đàn điếm, đến thành lâu ôm ấp người ta. Hân Hoan, con nhầm gì rồi phải không? Tử Vũ không phải loại người như vậy. Sao mà không phải? Con tận mắt nhìn thấy đó. Tận mắt thấy? Mẹ. Được rồi, được rồi. Hân Hoan, mẹ đi xem thử với con. Nếu nó thật sự như vậy, hôm nay mẹ sẽ làm chủ cho con. Phải bắt nó cho con lời giải thích. Đi. Mẹ, bên này. Làm gì vậy? Mẹ, ngay bên trong. Hân Hoan, con bảo Tử Vũ chỉnh trang quần áo đi. Mẹ sẽ thẩm vấn nó sao? Dạ.